quý vị, tại FPT Education thì bộ môn Võ Vi Nam Việt Võ Đạo chính là môn học chính khóa dành cho tất cả các bạn học sinh và sinh viên. Học Võ Vi Nam không chỉ là cơ hội để các bạn được rèn luyện về sức khỏe, mà đây còn là môn võ được sáng lập nên bởi người Việt. Bởi vậy, học môn võ này sẽ còn là một cách để các bạn học sinh, sinh viên được rèn luyện về cả thể chất và tinh thần, một môn võ mang đậm văn hóa của người Việt Nam. Thật là tuyệt vời với một phần trình diễn mở màn cho đêm nay. Tiếp theo, xin mời quý vị hãy cùng đón xem một phần trình diễn cũng thể hiện được một nét đặc sắc của tổ chức giáo dục FPT Education. Đó là một môi trường học tập đầy năng động. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phần trình diễn đến từ câu lạc bộ Shoư. Xin mời! Hold up, you see, get it in a cloudy day. Real thing, real G, wanna wonder how we play. Yeah, hold up, you see, get it in a cloudy day. Real thing, real G, yeah, wanna wonder how we play. Im lặng là vàng nên anh im lặng và làm. Nhạc vẫn âm vang từ trong club tới nhà hàng. Dại bay tâm can lời anh khắc vào tâm khảm. Làm nhạc đơn giản mà tiền chạy về ngân hàng. Giữa chốn đô thị nhưng vẫn low key. Hater đô thị mong được đấu trí. Ba miền công nhận ra ngoài không phận. Tiền bối công tâm nhân chẳng ấu chi. Real rap, real fan để tạo đốt bầu không khí. Muốn có hip hop nghe một cú chốt là đồng ý. Tướng mã tốt xe trên bàn cờ từng nước đi. I'm feeling so dope, yeah. Không cần biết ta được gì một khi anh đã rap là gây chấn động. Rap là thể chất rộng, yeah. Những quan điểm bất đồng thì để khi khác chứ đừng gắt cổng. Fake thì đang chất đống nhưng sự thuần túy vẫn đang nhân rộng. Rap Việt mùa hay đang phát sóng truyền bá văn hóa mà tao trân trọng. Vẫn dòng chơi tìm hiểu văn hóa và truyền bá. Sống thong thả để thi phi vào kết toán. Có những ngày khó khăn hết tiền ăn đến tiền nhà. Lại sắp xếp thời gian để trở về với biệt cả. Yeah, sống hiên ngang ngẩng cao đầu và phấn đấu. Chẳng cần thể hiện nhìn humble mà vẫn gấu. Đối với tao rap là game chứ không phải là trận đấu. Một khi đã chơi là phải vui, đâu nhất thiết phải dẫn đầu. Sao là hip hop cyber. Shout out to my boy RIC. Look with that 5G. System BRT. To be on the beat. Yeah. Yeah. Whoa. Okay, now 1, 2, 3. Everybody listen to me when I fly on the beat with my team. Yeah, 95G 16 outside on the way like a way. Yeah, we stray all day. Wait, chain hang low, power never low. All the time blowing glow, now we go. Whoa, same old flow with thành phần muôn màu. Tóc càng như Rambo khi vô show. Go.
xin cảm ơn những phần trình diễn nghệ thuật đến từ câu lạc bộ Vobi Nam và câu lạc bộ Soleil Crew thuộc tổ chức giáo dục FPT. Những phần trình diễn mang đậm những nét văn hóa đặc sắc nhất của FPT Education đã mở màn cho chương trình đêm nay. Và Ngọc Thịnh cũng xin được gửi lời chào đón nồng nhiệt nhất đến các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt để cổ vũ cho các bạn thí sinh tài năng trong đêm chung kết của cuộc thi Fschool Talent Show Hải Phòng 2022. Thưa quý vị, cuộc thi tìm kiếm tài năng dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Hải Phòng được tổ chức bởi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng với mục đích tìm ra một sân chơi tài năng nhất, rộng lớn nhất dành cho các bạn học sinh trên khắp địa bàn thành phố. Đây là nơi mà các bạn ấy có thể được khai phá và phát triển tài năng cũng như thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh của mình. Và mặc dù mới chỉ là mùa đầu tiên của cuộc thi, nhưng chương trình đã nhận được rất nhiều những đơn đăng ký từ các bạn học sinh trên khắp thành phố với đa dạng các thể loại tài năng tham dự, từ ca hát, nhảy múa, trình diễn nhạc cụ, kể chuyện, dẫn chương trình và nhiều những thể loại tài năng khác. Trải qua vòng bình chọn online và chấm điểm từ ban giám khảo, thì ban tổ chức đã lựa chọn được 13 thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc nhất với sự thể hiện tài năng, bản lĩnh và tự tin nhất để bước tới sân khấu lớn của đêm chung kết hôm nay. Thưa quý vị, có mặt để cùng chứng kiến sự tỏa sáng của các thí sinh trong đêm nay, chúng tôi xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý. Về phía lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Hải Phòng, xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Đài truyền hình thành phố Hải Phòng. Ông Phạm Sĩ Tuyên, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Hải An. Ông Bùi Hồng Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Thành Tô, quận Hải An. Về phía trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng, xin được trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Hạnh, hiệu trưởng nhà trường. Xin được giới thiệu thầy Lê Xuân Phương, trưởng ban tuyển sinh. Xin được giới thiệu chị Phạm Hoa, trưởng ban tổ chức cuộc thi Fschool Talent Show Hải Phòng 2022. Cùng với đó, xin được chào đón toàn thể các cán bộ giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng. Và cuối cùng, tất nhiên rồi, xin được gửi lời chào đón đặc biệt nhất đến tất cả quý vị khán giả là những người thân, là gia đình đã cùng có mặt để cổ vũ cho 13 thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc nhất của đêm nay. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu cô Vũ Thị Hạnh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng, sẽ lên sân khấu để phát biểu khai mạc cho đêm chung kết ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý vị khán giả, kính thưa các em thí sinh cùng tất cả gia đình đã có mặt tại đêm nay để tham dự đêm chung kết tìm kiếm tài năng Fschool Talent Show 2022. Chương trình này là chương trình thường niên của khối giáo dục FPT nhằm tìm kiếm những gương mặt tài năng cho tổ chức và đồng thời cũng tạo ra một sân chơi lành mạnh để cho đam mê lan tỏa và cho tài năng được tỏa sáng. Hôm nay có mặt tại đây, cô xin chúc tất cả các thí sinh sẽ biểu diễn với tất cả đam mê, nhiệt huyết và tài năng của mình. Dù chúng ta có đạt giải hay không, chúng ta cũng đã làm được điều chúng ta muốn, đó là có những trải nghiệm quý giá trong tuổi thơ của mình. Và đó cũng là sứ mệnh mà FPT School muốn đem lại cho các bạn học sinh, có những trải nghiệm. Và đêm nay tất cả chúng ta sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt hôm nay với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn cô Vũ Thị Hạnh, hiệu trưởng nhà trường. Thưa quý vị, tiếp theo đây, Ngọc Thịnh xin được giới thiệu những nhân vật vô cùng quan trọng của đêm chung kết ngày hôm nay.
Họ chính là những người sẽ trực tiếp đánh giá, chấm điểm các bạn thí sinh và nhóm thí sinh để tìm ra chủ nhân của những giải thưởng lớn nhất trong đêm nay. Đó chính là hội đồng ban giám khảo, những người đầy quyền lực đang ngồi phía bên dưới kia. Đầu tiên, Ngọc Thịnh xin được giới thiệu vị giám khảo đầu tiên, trưởng ban công tác học đường của tổ chức giáo dục FPT, người đã trực tiếp gắn liền với rất nhiều những chương trình, sự kiện dành cho các bạn học sinh, sinh viên với vai trò ban tổ chức cũng như trên ghế giám khảo. Xin được giới thiệu chị Phạm Tuyết Hạnh Hà. Thưa quý vị, tại tổ chức giáo dục FPT thì ban công tác học đường cũng chính là một điểm vô cùng đặc biệt. Đây chính là đơn vị đã trực tiếp tổ chức rất nhiều những hoạt động, những sự kiện để có thể kết nối toàn bộ các thành viên của tổ chức giáo dục FPT từ các cấp tiểu học cho tới cao đẳng đại học trên địa bàn cả nước. Và các bạn học sinh tại trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Hải Phòng cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể được cọ sát, để có thể được giao lưu với bạn bè cũng như là các anh chị lớn tuổi hơn ở khắp các đơn vị khác của FPT Education toàn quốc. Đó chính là vị giám khảo đầu tiên của đêm nay. Vị giám khảo thứ hai, xin được giới thiệu bông hồng thứ hai trong hội đồng ban giám khảo đầy quyền lực. Một cô ca sĩ đầy tài năng, nổi danh với vị trí top 3 của Việt Nam Idol 2015. Sau đó đã gây ấn tượng lớn với khán giả bằng chất giọng đầy nội lực và truyền cảm của mình qua bản hit Chỉ Còn Những Mùa Nhớ cùng rất nhiều những sản phẩm âm nhạc chất lượng khác. Xin được giới thiệu ca sĩ Bảo Trâm. Và cuối cùng, một điều rất đặc biệt đó là bộ ba ban giám khảo đêm nay là ba bông hồng đầy quyền lực. Ba bông hồng có gai nha quý vị. Vị giám khảo cuối cùng xin được giới thiệu dancer, hot tiktoker Trà Đặng. Cô nàng sở hữu tới 17,4 triệu followers và hơn 400 triệu lượt yêu thích những video trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Một lần nữa thưa quý vị, hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bộ ba ban giám khảo của đêm nay. Xin chúc cho các vị ban giám khảo sẽ có một buổi tối làm việc thật công tâm để có thể chọn ra được chủ nhân của những giải thưởng xứng đáng nhất của đêm chung kết Fschool Talent Show Hải Phòng 2022. Thưa quý vị, trong đêm chung kết ngày hôm nay thì 13 thí sinh và nhóm thí sinh sẽ có phần thể hiện tài năng trực tiếp trên sân khấu. Và sau đó, kết quả sẽ được ban giám khảo đánh giá và công bố ở cuối chương trình. Tiêu chí chấm điểm cho mỗi phần dự thi như sau: chuyên môn 5 điểm, trình diễn 3 điểm, dàn dựng sân khấu 1 điểm, trang phục biểu diễn 1 điểm, tổng điểm 10 trên mỗi tiết mục. Và 3 thí sinh hoặc nhóm thí sinh có tổng điểm cao nhất sẽ nhận được 3 giải thưởng cao nhất của chương trình. Và ngay bây giờ thì Ngọc Thịnh cũng xin được nhắc lại những giải thưởng dành cho những thí sinh xuất sắc nhất của Fschool Talent Show 2022 Hải Phòng với tổng giá trị lên tới hơn 600 triệu đồng. Trong đó bao gồm tiền mặt, giấy chứng nhận học bổng theo học tại Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng. Chúng ta có một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và một giải sao online. Đó là giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất. Và cụ thể thì giá trị của mỗi giải thưởng như sau: một giải nhất gồm 30 triệu đồng tiền mặt và một học bổng 100% toàn khóa học tại Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng. Một giải nhì gồm 20 triệu đồng tiền mặt và một học bổng 70% toàn khóa học. Một giải ba gồm 10 triệu đồng tiền mặt và một học bổng 50% toàn khóa học. Và giải sau online, giải thí sinh yêu thích nhất, trị giá 5 triệu đồng tiền mặt và một học bổng 30% toàn khóa học. Đó chính là 4 giải thưởng dành cho 4 thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc nhất của đêm nay. Ngoài ra thì những vị khán giả đến trực tiếp để cổ vũ cho các bạn thí sinh cũng sẽ có thể mang về những phần quà vô cùng giá trị cho mình thông qua phần chơi mini game quay số may mắn ở phía cuối chương trình của chúng tôi với những tấm vé mà quý vị đã nhận được. Và chúng ta sẽ có 3 giải thưởng dành cho 3 khán giả may mắn nhất như sau. Đầu tiên, đó là một giải nhất, tai nghe AirPods Pro trị giá 4.990.000 đồng. Một giải nhì là một máy đọc sách New Kindle trị giá 2.490.000 đồng. Và một giải ba là một chiếc vòng đeo tay Huawei Band 6 trị giá 1.490.000 đồng. Những giải thưởng vô cùng giá trị và hấp dẫn, và hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ cùng ở lại đây đến hết đêm nay để cùng chờ đón kết quả của cuộc thi cũng như để có thể mang về những phần quà đầy giá trị và hấp dẫn cho mình.
Thưa quý vị, vừa rồi là toàn bộ những giải thưởng sẽ dành cho các bạn thí sinh và cả quý vị khán giả nữa. Bây giờ phía trong cánh gà của sân khấu thì 13 thí sinh và nhóm thí sinh của chúng tôi đã dẫn sẵn sàng để bước lên sân khấu lớn trình diễn trước tất cả quý vị rồi. Không biết quý vị khán giả thì sao ạ? Quý vị đã sẵn sàng để có thể chào đón những thí sinh xuất sắc nhất của đêm nay chưa ạ? Cảm ơn quý vị. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi đầu tiên trong đêm nay. Một cô gái đến từ trường Trung học cơ sở Đông Hải. Hãy cùng chào đón thí sinh Nguyễn Huyền Mai với phần dự thi tài năng ca hát bài hát My Heart Will Go On. Xin mời.
Xin được chúc mừng thí sinh đầu tiên trong đêm nay. Vâng, nào mời em đứng lại giữa sân khấu được không? Spotlight là của em, ánh sáng sân khấu này là của em. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không thưa quý vị, cho thí sinh đầu tiên của chúng ta, Nguyễn Huyền Giang, với một bài hát vô cùng ngọt ngào. Trời ơi, em có run chút nào không? Em cũng hơi run một tí đấy. Nếu như mà bây giờ em mới nói thì anh mới nhận ra là em run đấy. Còn trước đấy nghe giọng hát của em, anh nghĩ rằng là không nhiều người có thể nhận ra để em run một chút nào đâu. Thế mẹ phía dưới kia không đang vẫy tay kìa. Trời ơi, hẳn bây giờ mẹ em đang rất tự hào. Và thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ hội đồng ban giám khảo dành cho cô bé thí sinh đầu tiên của chúng ta. Xin mời ạ. Chào Huyền Mai, chị hiểu rằng cảm giác khi mà là thí sinh đầu tiên thể hiện cái phần thi của mình thì sẽ như thế nào. Nhưng mà em yên tâm là ở dưới này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em và tiết mục của em. Và chị nghĩ rằng là đây là một tiết mục mở màn tuyệt đẹp cho buổi tối ngày hôm nay. Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Với chị thì chị thấy ấn tượng đầu tiên của chị, của em về chị thì chị thấy là em rất là xinh. Em cảm ơn. Em rất là xinh. Lúc đầu em lên thì chị biết là em có hơi run, nhưng mà về sau thì em hoàn toàn làm chủ được sân khấu. Dạ vâng. Giọng hát của em rất là tốt. Em cảm ơn chị. Xin cảm ơn nhận xét từ ban giám khảo Trà Đặng và ca sĩ Bảo Trâm. Bây giờ thì ban giám khảo cũng sẽ có những cái phần chấm điểm dành cho em. Và chắc chắn rồi, anh tin rằng là ở dưới kia, những người tự hào nhất hẳn phải là bố mẹ em, những người mà từ nãy tới giờ không thể nào mà ngồi yên được. Và thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho cô nàng thí sinh đầu tiên của chúng ta, Huyền Mai. Chúc mừng em. Phần dự thi thứ hai trong đêm nay, tôi tin rằng sẽ là một trong những phần dự thi tài năng đặc biệt nhất mà quý vị từng được chứng kiến, dù là trong bất cứ một cuộc thi tài năng nào. Và ngay bây giờ, hãy cùng chào đón thí sinh Đặng Thùy Dương đến từ trường Trung học cơ sở Hòa Nghĩa với phần dự thi tài năng tạo mẫu tóc. Và hãy cùng xem phần dự thi này đặc biệt như thế nào. Xin mời! Thầy các cô đã có mặt trong cuộc thi Fschool Talent Show ngày hôm nay ạ. Con là Đặng Thùy Dương, con đến từ trường tiểu học Hoàng Nghĩa. Từ năm 9 tuổi, con đã được ngắm nhìn mẹ tạo ra rất là nhiều kiểu tóc đẹp. Và từ đó, con đã yêu thích ngành tóc. Và sau đây, con xin trình bày tiết mục tạo mẫu tóc của mình. Con xin mời ban giám khảo cùng toàn thể các thầy các cô ngắm nhìn ạ. Yeah.
Thôi bây giờ em hãy giới thiệu một chút về mái tóc, về tác phẩm mà em vừa mới hoàn thành xong được không? Dạ, với trang phục và khuôn mặt này, con đã tạo cho cô mẫu một kiểu tóc cột cao. Với nét đẹp của kiểu tóc cột cao, mang đến cho cô mẫu sự trẻ trung, năng động và kiêu sang ạ. Wow, wow, wow. Cái kiểu tóc này thì chắc chắn rồi là ban giám khảo của chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nhận xét đây. Vâng, xin mời ý kiến từ ban giám khảo ạ. Xin chào Thùy Dương. Trời ơi, con có biết cô đang suy nghĩ gì trong lúc này không? Cô ước cô được như chị mẫu ở trên sân khấu để được con sẽ tạo kiểu mẫu để cũng thật sang, cũng thật năng lượng, cũng thật trẻ trung. Thực sự đây là một tiết mục vô cùng tuyệt vời. Ngồi bên dưới thì cô và cô Trâm cứ quay sang nhau và cô Trà Đặng nữa đều cảm thấy vô cùng thích thú. Bởi vì đây là một tài năng rất là đặc biệt. Tài năng không chỉ là múa, không chỉ là hát mà còn là những tài năng như thế này, nơi mà các con cảm nhận được cái vẻ đẹp của nghệ thuật làm tóc. Chúc mừng con với một tài năng rất đặc biệt và chúc mừng mẹ con nữa đã ươm mầm một tài năng trong gia đình. Và chúc con sẽ ngày càng thành công và thêm nhiều những cái tác phẩm tạo mẫu thật tuyệt vời nữa trong tương lai, làm đẹp hơn cho nhiều cô mẫu và trong tất cả mọi người. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn chị nhiều Hạnh Hà. À. À, cho anh Thịnh hỏi thêm một chút được không? Em bắt đầu tập làm tóc cho người khác từ khi nào? Con tập làm tóc cho người khác từ năm con lớp 3 rồi ạ. Ừ, đến bây giờ là được mấy năm rồi? Đến bây giờ là được 3 năm rồi ạ. Wow, 3 năm. Tức là bây giờ mình làm thợ chính ở trong tiệm tóc nhà mình rồi ấy hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi, giỏi quá thưa quý vị. Bây giờ anh thích hỏi thêm một điều nữa này. Mỗi một mái đầu em làm thì mẹ trả bao nhiêu tiền? Về tiền như thế thì con không được nhận ạ. Nhưng mà mình có buồn không? Mình làm tóc mình bỏ công sức của mình mà. Dạ con không ạ, con làm tóc là con vì đam mê ạ. Trời ơi, dễ thương quá thưa quý vị. Dạ, và hãy cùng xem là đam mê của em trong đêm nay sẽ đưa em đến với giải thưởng nào nha. Một lần nữa xin được dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho Thùy Dương ạ, thưa quý vị. Phần dự thi thứ hai trong đêm nay, xin cảm ơn model đã cùng hỗ trợ trong phần dự thi này. Chúc mừng em. Thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi thứ hai rồi. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi tiếp theo. Và lần này chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với một thí sinh nữ. Sẽ là một phần dự thi với tài năng ca hát. Và xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phần dự thi của một cô bé đến từ trường trung học cơ sở Ngọc Hải, thí sinh Đinh Thị Như Ý với bài hát Son. Xin mời.
của em. Mặt trời tinh tinh lặn dài sau lưng thon, chạm vào mùa mộng mùa giòn tiếng kêu xa. Gập ghềnh kia đoạn trường cất to tươi, mưa kia phong sương lại dần đi cái chi chi nở dần. Với phần dự thi của mình. Trời ơi, thưa quý vị, một cô gái nhỏ nhắn nhưng nguồn năng lượng thì gần như là vô tận, đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời nhận xét từ ban giám khảo dành cho phần dự thi của Như Ý. Xin chào Như Ý. Chào cô ạ. Em có biết là khi mà nghe em hát ấy, thì ở dưới này cô bị nổi da gà ấy. Nhất là những cái nốt cao. Đặc biệt là ca khúc này là một ca khúc mà rất là khó, nhưng mà với bản phối mới và với cái cách xử lý mới, cũng như là có một số chỗ cái nhịp của mình nó cũng xử lý khác so với bản gốc, thì có rất là nhiều những cái điểm nhấn trong cái ca khúc này. Và cảm ơn Như Ý, và cũng phải nói một điều rằng là em đã thành công với tiết mục này. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Cảm ơn nhận xét của giám khảo Bảo Trâm. Cho anh hỏi là ai giúp em dàn dựng tiết mục này? Dạ là từ lúc em thi hát đến giờ là do cô chủ, cô tổng phụ trách ở trường em dạy em hát ạ. Thế tức là ở trường thì em cũng thường xuyên là cây văn nghệ đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, em năm nay học lớp mấy rồi? Em năm nay chuẩn bị đến lớp 9 ạ. Lớp 9? Vâng. Em đã từng đi học một lớp học thanh nhạc nào chưa? Dạ năm lớp 5 thì em có được học bổng học một tháng ở thanh nhạc. Em có học một tháng thanh nhạc ạ. Học một tháng thôi? Vâng. Dạ, và giọng hát của em thì từ bé nó đã như thế rồi hay là nó được thay đổi sau khi mình học thanh nhạc? Từ bé đã như thế rồi ạ. Trời ơi, hay quá. Thế thì chắc chắn là tương lai mình cũng có ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp đúng không? Dạ vâng. Thật không? Thật. Vâng, phải hỏi lại một lần nữa để chắc chắn xem cô bé này có đam mê như thế nào. Và hãy cùng dành một tràng vào tay dành cho Như Ý ạ, thí sinh thứ 3 của đêm nay. Chúc mừng em đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Ngay bây giờ, thưa quý vị, hãy cùng đến với phần dự thi thứ 4 của đêm nay. Và phần dự thi này sẽ là một phần dự thi với rất nhiều những điều bất ngờ. Và bất ngờ như thế nào chắc là Ngọc Thịnh cũng không giới thiệu nhiều đâu. Quý vị hãy cùng tự cảm nhận sự bất ngờ này. Và hãy cùng chào đón phần dự thi của nhóm nhảy Melody G. Hãy cùng xem họ là ai và họ sẽ mang tới bất ngờ gì ạ. Xin mời!
và đó là nhóm nhảy Melody G với 5 thành viên: Nguyễn Ngọc Đăng Khôi đến từ lớp 3A5 tiểu học Nam Hải, Võ Minh Hiếu 6A4 trung học cơ sở Tô Hiệu, Đoàn Thành Nam 1A2 tiểu học Lê Hồng Phong, Ngô Hoàng Minh 6A5 trung học cơ sở Tô Hiệu và Nguyễn Vũ Tuệ Đăng 1A9 trường tiểu học Chu Văn An. Và tôi nói thật với quý vị là tôi chưa bao giờ thấy một cái người lao công nào mà quét đường hời hợt như ba cái cậu này. Nào, khai thật nhanh, ở nhà có thường xuyên quét nhà giúp ba mẹ không? Đâu, nào con nói trước. Dạ con có ạ. Bỗng nhiên thấy tội ghê quý vị. Dạ con có ạ. Rồi cậu này thì sao? Ở nhà quét nhà chăm chỉ không? Có ạ. Mình phải thành thật nhé, mình là con trai, mình thành thật nào. Có ạ. Mình có to, mình rõ ràng lên được không? Hay là sợ bố mẹ nghe thấy? Nhưng mà tại sao mình quét nhà chăm chỉ mà cái động tác mình quét nhà trông nó cứ hời hợt, trông như kiểu là mình phủi bụi chỗ nọ sang chỗ kia ấy. Thế là nhóm mình là ai là trưởng nhóm? Minh à? Con à? Ok rồi đây, trưởng nhóm đây. Bây giờ thì chắc là con giới thiệu trước đi. Tại sao mình lại có cái ý tưởng dàn dựng tiết mục này và tại sao nhóm mình được thành lập? Bởi vì như anh Thịnh thấy là nhóm mình mỗi người học một trường khác nhau mà còn mỗi một độ tuổi khác nhau nữa mà, đúng không? Nha, giới thiệu nha. Dạ, con tên là Nguyễn Ngọc Đăng Khôi, con 8 tuổi rưỡi ạ. Qua học trường tiểu học Nam Hải, con sắp lên lớp 9 ạ. Nha. Ừ rồi không sao, nhầm tí, mình nhầm tí không vấn đề gì. Ừ không sao. Đáng yêu quá thưa quý vị. À, rồi bây giờ tiếp nào. Lý do tại sao nhóm mình được thành lập, mình ở chung một khu phố hay là như nào? Thế chưa trả lời khó quá thì nhờ bạn khác trả lời giúp. Nào, tại sao nhóm mình lại được thành lập? Không biết. Không biết luôn. Quý vị ai biết không ạ? Thôi chắc là nhường ban giám khảo đi. Vâng, xin mời ban giám khảo nhận xét về nhóm nhảy đi. Tôi bó tay rồi. Xin mời ạ. Đây là một tiết mục chị thấy rất là tuyệt vời. Chị ở dưới chị cứ nhún nhảy cùng với các em ấy. Các em còn nhỏ nhưng mà về vũ đạo thì các em nhảy rất là chuyên nghiệp và đẹp mắt. Tiết mục thì các em đã đầu tư về nội dung ý nghĩa là bảo vệ môi trường. Các em còn quá nhỏ mà làm được cái việc như thế này thì chị thấy quá là xuất sắc. Và tiết mục này gây rất là sôi động cho tất cả khán giả ở đây cũng như là ban giám khảo ở đây. Chúc mừng các em. Xin cảm ơn ban giám khảo Trà Đặng. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ, dành cho Melody G. Một phần dự thi mang lại rất nhiều tiếng cười dành cho chúng ta ở đây. Chúc mừng các bạn. Nhào đập tay với anh một cái. Yeah, yeah. Nhớ nha, về tập quét nhà nhé. Lần sau mình đi thi mình quét nhà cho chuẩn chỉ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn có thể xuống dưới để nghỉ ngơi. Vừa rồi là phần dự thi thứ tư của đêm nay. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với phần dự thi thứ năm. Và sau đây sẽ là một phần dự thi với tài năng ca hát và nhảy múa của một thí sinh đến từ trường trung học cơ sở Chu Văn An. Và hãy cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Vũ Bảo Nhi với bài hát Giấc mơ. Xin mời. Thêm toán kẻo muộn. Mẹ ơi, đã học thêm cả tuần rồi. Hôm nay cho con ở nhà chơi đàn và nghỉ ngơi được không ạ? Không được. Không học thêm thì làm sao mà theo kịp các bạn được.
Con thấy bạn Khải hàng xóm học cùng lớp không? Điểm luôn cao, cũng nhờ đi học thêm cả đấy. Con thì điểm thấp quá, mẹ thấy xấu hổ lắm. Mà đã bảo ba rồi, học hành chưa ra sao tự dưng vác cái đàn về làm gì không biết. Nhưng mà mẹ... Không nhưng gì nữa, nhanh lên, mẹ đã mua sẵn bánh mì rồi. Con ngồi lên xe, vừa ăn vừa tới lớp học thêm. Nhanh nhanh lên con ơi, sắp muộn học thêm rồi. Nhanh lên con, sắp muộn học thêm rồi. Con học thế này bố mẹ xấu hổ lắm. Tớ là điều điểm tốt rồi. Bố mẹ cho tớ đi du lịch, cậu không theo kịp tớ đâu, leo leo. Con muốn được sống là chính mình, con muốn được đến trường với niềm vui, con không muốn trở thành một kẻ vô dụng, sẽ không ai lắng nghe con hết vậy. Nhi ơi, con sao thế? Có mẹ ở đây rồi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ơi, để con đi thay đồ không muốn học. Mẹ ơi, con không muốn tới lớp. Mẹ ơi! Con lại gặp ác mộng phải không? Khổ thân con gái của mẹ. Không sao đâu con, chỉ là mơ thôi. Con quá áp lực rồi. Dù thế nào, ba mẹ vẫn luôn yêu thương con. Có thật không mẹ? Con vừa mơ đúng không ạ? Vậy mình sẽ không phải đi đâu bây giờ nữa đúng không? Con sợ lắm, con sợ các lớp học thêm. Mình vẫn đi con ạ, nhưng là đi tìm hiểu một môi trường giúp con phát triển toàn diện, có thật nhiều trải nghiệm và được phát huy những sở trường của con. Mẹ đưa con qua tìm hiểu trường FPT nhé. FPT á? Con cũng thích FPT mẹ. Con từng xem về trường và học nhảy thấy các anh chị đấy. Để con nhảy cho mẹ xem nhé. Trải nghiệm từ những thực tế ứng dụng công nghệ học hành là say mê chẳng ngại môn văn không cần phải mình thế hoa mình cảm nhận một trò chơi 3D không chỉ học văn hóa còn học khám phá bản thân sáng tạo mọi nơi mọi lúc nâng cao năng lực cá nhân ngoại ngữ nghe giỏi nói hay học chuẩn giáo trình pathways có thầy cô nước ngoài giảng dạy học tập hiệu quả tiến bộ mỗi ngày giáo dục thể chất vận động hăng say sức khỏe là nhất rèn luyện hôm nay hơn 20 câu lạc bộ với nhiều lựa chọn vừa học vừa chơi. Kiên cường vì thầy cô bạn bè vẫn luôn. Xin chúc mừng Vũ Bảo Nhi với phần dự thi của mình và xin cảm ơn hai bạn đã hỗ trợ cho Nhi một phần dự thi với rất nhiều những tài năng được không ạ? Từ trình diễn piano tới diễn kịch và nhảy. Cho anh Thịnh hỏi là cái ý tưởng này thì em lấy từ đâu? Bởi vì anh nghĩ là nếu như mà nhiều người mà không xem từ đầu mà chỉ xem đoạn cuối thôi thì sẽ nghĩ đây là một phần một chiến dịch quảng cáo của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng. Cái kịch bản này là em có lên ý tưởng ấy, xong rồi là em và mẹ có cùng viết và có chỉnh sửa lại một chút ạ. Và anh thấy tên của tiết mục này là Giấc mơ.
Và nó cũng là một cái câu chuyện anh nghĩ rằng rất nhiều các bạn cùng lứa tuổi với em phải chịu, đúng không? Áp lực từ những giờ học thêm. Em có những áp lực như vậy không? Em có ạ, thực sự là nhiều lúc em rất là áp lực ấy ạ. Em cũng không có, kiểu lúc đấy ba mẹ em cũng là rất là hay bận ấy, nên là em cũng chỉ có bạn bè để chia sẻ thôi ạ. Nhưng mà trong lúc mà mình cùng với mẹ lên dàn dựng tiết mục này thì chắc là cũng chia sẻ được nhiều thứ về cái áp lực này với mẹ đúng không? Vâng ạ. Mẹ đã chia sẻ như thế nào với em? Mẹ em bảo là... Sao? Mẹ em bảo là mẹ biết là trong thời gian qua con có rất là nhiều áp lực ấy, nên là mẹ muốn giúp con trong cái phần thi này thật là cố gắng, cố lên, mẹ tin tưởng con ạ. Yeah, và không biết là mẹ của Bảo Nhi có ở dưới kia không ạ? Đây rồi, đây rồi. Trời ơi, mẹ em đó hả? Vâng ạ. Mẹ là mẹ thật của em ở trên sân khấu. Vâng, rất trẻ thưa quý vị, tôi cũng không nhận ra, tôi cứ tưởng rằng là một diễn viên cascader cho cái phần này thôi. Và bây giờ thì chắc chắn rồi, xin mời nhận xét từ ban giám khảo về phần dự thi này của Bảo Nhi. Xin chúc mừng Bảo Nhi và chúc mừng mẹ của em nữa. Một diễn viên, vừa là diễn viên trên sân khấu như chính là một người mẹ. Thực sự là phải rất cảm ơn mẹ Nhi ạ. Bởi vì là mẹ đã rất yêu thương và chắc là trưởng thành cũng như là thấu hiểu với em từng ly từng tí từ khi còn nhỏ và chắc chắn là quãng đường sắp tới nữa. Cũng là một người mẹ như Bảo Trâm, như cô Bảo Trâm thì cũng có những người con trong độ tuổi học trung học cơ sở và tiểu học, thì cô rất cảm thấy xúc động khi được xem cái tiết mục vừa rồi. Những cái khoảnh khắc từ khi mà các con học tài năng piano đến khi mà gặp những cái áp lực, trở thành những cái giấc mơ, thì tất cả những cái điều đấy đã được xoay chuyển trong một cái câu chuyện. Thực sự là một câu chuyện truyền tải rất nhiều cái thông điệp cho các bậc phụ huynh ngồi bên dưới. Có phải là chúng ta đã tạo quá nhiều cái áp lực trong việc học tập của các con? Có phải chúng ta luôn so sánh con của chúng ta với con nhà người ta khác? Hay là chúng ta mang rất nhiều những cái mong muốn của chính mình áp đặt lên những người con? Nhưng mà chắc chắn là cô tin rằng mẹ của con không như thế. Mẹ của con tin vào cái khả năng của con và sẽ luôn động viên con. Con như thế nào thì con hãy cứ sáng lên, hãy cứ tỏa sáng với cái năng lực mà con đang có. Và hôm nay thì tất cả ban giám khảo cũng như tất cả các vị khán giả đã được chiêm ngưỡng từ tài năng đánh đàn, từ khả năng vũ đạo, từ khả năng diễn kịch. Rất nhiều cái talent khác nhau trong một tiết mục này, thực sự rất là đáng nể. Khi mà con đã cùng với mẹ dàn dựng một tiết mục rất là tuyệt vời. Chúc mừng con và chúc con sẽ thành công và sẽ khám phá nhiều tài năng hơn nữa. Vì cô tin rằng con sẽ có rất nhiều tài năng khác trong thời gian sắp tới để thể hiện ở nhiều sân chơi khác nhau. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn lời nhận xét của giám khảo Phạm Tuyết Hạnh Hà. Và anh thì còn thích thêm một cái thông điệp nữa của em. Đấy là gì? Các bạn hãy đến khám phá môi trường học tập tại Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng, một môi trường đầy năng động và sáng tạo. Vâng, xin được cảm ơn Bảo Nhi với phần dự thi của mình. Chúc mừng Bảo Nhi. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi thứ 6 của đêm nay. Như vậy là gần một nửa chặng đường của đêm chung kết chúng ta đã trôi qua rồi đó ạ. Ngay bây giờ hãy cùng theo dõi phần dự thi của một thí sinh đến từ trường tiểu học Quán Toan. Xin được giới thiệu thí sinh Trần Nguyễn Mộc Diệp với phần dự thi bài hát Tháng Giêng. Xin mời.
Trần Nguyễn Mộc Diệp với bài hát Tháng Giêng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Viết Tân. Một thể loại âm nhạc mà tôi nghĩ rằng không dễ để những cô cậu bé có thể thể hiện được một cách tròn trịa trên sân khấu. Nhưng cô nàng thí sinh của chúng ta đã có phần trình diễn thật là tuyệt vời, đúng không quý vị? Yeah, hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa dành cho Mộc Diệp ạ. Bây giờ xin mời nhận xét từ phía hội đồng ban giám khảo. Xin mời. Xin chào Mộc Diệp. Cảm ơn con vì ca khúc Tháng Giêng vừa rồi rất là tuyệt vời. Và thực ra thì khi mà cô nhìn thấy con hát ở trên sân khấu ấy, cô cảm thấy rằng là con có một cái sự nhập tâm rất là lớn. Từ những cái bước chân, là những cái uốn tay hay là những cái dập dìu người theo cái tiếng nhạc thì cô có thể cảm nhận được đấy điều này. Và ngoài ra thì cô có một chút nhận xét về giọng hát của con. Giọng của con rất là nội lực, rất rất nội lực. Và cô cảm thấy rằng là cái quãng rất là rộng. Những cái phần trầm của con hát cực kỳ rõ và không phô một chút nào cả. Và thật sự thì rất là khó để những bạn nhỏ có thể hát được cái phần trầm tốt như thế, vì thực ra là giọng của trẻ con sẽ thường là cao hơn giọng người lớn. Đấy, mà phần trầm của con cực kỳ tốt. Con hãy khai thác cái phần trầm của mình thật nhiều nhá. Đấy, và ca khúc này thì thực sự không phải là ca sĩ nào, kể cả người lớn cũng dám hát, vì là không phải là ai cũng có thể thấu hiểu được cái nội dung của ca khúc này. Nhưng mà con là một cô bé nhỏ tuổi nhưng mà có thể hát được những ca khúc thuộc dòng nhạc như thế này, cô đánh giá rất là cao và hy vọng rằng con sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê cũng như là giữ vững cái gu âm nhạc của mình. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Xin cảm ơn ca sĩ Bảo Trâm. Cho anh hỏi là bài này là em chọn hay ai chọn? Dạ, bài này là em thích, do đó là em bảo thầy cho em học ạ. Wow, em thích chất liệu âm nhạc như thế này. Nhưng em có hiểu bài này nói về chủ đề gì không? Bài này sẽ là nói về chủ đề là một ngày tháng riêng ạ. Ừ, như thế nào? Cụ thể như thế nào?
là một ngày mà mọi người rất là trân trọng ạ. À ok, một ngày tháng riêng mà mọi người rất trân trọng. Tôi nghĩ rằng là với một cô bé ở độ tuổi như thế này thì những cảm nhận về âm nhạc nó cũng sẽ phù hợp với lứa tuổi của bạn ấy, đúng không ạ? À, nhưng quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là cái sự dũng cảm của em khi mà em nói là em thích bài này và em muốn chọn bài này. Lúc nãy cô Bảo Trâm cũng nói bài này không phải ca sĩ lớn nào cũng dám lựa chọn để hát. Nhưng mà những cái thể loại âm nhạc như thế này thì em có thường xuyên hát không? Dạ không ạ. Nhưng tại sao mình dám lựa chọn để thi chung kết một cái thể loại mà mình không thường xuyên hát? Tại vì em thấy một chị hát ở trên sân khấu rất là hay cho nên là em muốn hát theo. Wow! Vâng, một sự lựa chọn rất là rủi ro cho một phần trình diễn trong đêm chung kết thế này. Nhưng chắc chắn rồi, kết quả đánh đổi lại như thế nào quý vị cũng đã thấy đúng không ạ? Hãy dành một tràng pháo tay dành cho Mộc Diệp với phần trình diễn tháng riêng. Chúc mừng em! Thưa quý vị, có vẻ như là trong đêm chung kết của Fschool Talent Show Hải Phòng 2022 thì những chất liệu âm nhạc dân gian được các bạn thí sinh lựa chọn một cách rất là nhiều. Các bạn ấy rất ưa chuộng bởi vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phần trình diễn tiếp theo cũng với cảm hứng từ một chất liệu dân gian. Nhưng lần này hãy cùng đến với phần trình diễn, một phần dự thi của nhóm Happy với bài múa Bèo Dạt Mây Trôi. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho nhóm Happy.
Xin được cảm ơn và xin được chúc mừng nhóm Happy với 5 thành viên chính của nhóm. Và xin được cảm ơn những thành viên còn lại đã hỗ trợ cho các bạn. Và xin được giới thiệu 5 thành viên chính của Happy. Thí sinh đầu tiên Bùi Hoàng Gia Hân, lớp 3D trường tiểu học Ngọc Sơn. Nguyễn Trang Anh, lớp 2A trường tiểu học Thực Hành. Nguyễn Hải Yến, lớp 5A8 trường tiểu học Lê Hồng Phong. Đỗ Nguyễn Giang Anh, lớp 7B4 trường trung học cơ sở Lạc Viên. Và Nguyễn Trang Anh là nhóm trưởng 1A1 trường tiểu học Nam Hà. Trang Anh, đâu rồi Trang Anh, đâu rồi? Wow. Không, bạn Trang Anh ở lớp 1A1 trường tiểu học Nam Hà là con đúng không? Yeah, trời ơi. Tại sao mình lại là được làm nhóm trưởng trong một nhóm mà có rất nhiều các chị lớn như thế này? Bởi vì là... Yeah, bình tĩnh nào, không sao cả. Ở đây có tất cả bạn bè và các chị của con mà. Ok, thôi được rồi, không sao cả nha. Mình lại nghĩ đi, lát mình trả lời sau. Rồi ạ, xin mời ban giám khảo hãy cùng đưa ra ý kiến nhận xét về nhóm Happy. Chị thấy các em rất là tự tin. Thật sự rất là tự tin. Nhìn em nào cũng nhìn vào mặt chị xong rồi cười rất là tươi. Chị thấy run luôn ý. Thật, chị, các em cười chị mà chị thấy hồi hộp thay các em luôn. Và chị tưởng chị đang thi luôn. Các em, chị đánh giá cao về cái việc mà làm việc tập thể với nhau. Rất là phối hợp, rất là ăn ý. Đó, lớn bảo bé. Ai à không, đây ai? Đây là bé bảo lớn. Bé đây bảo là nhóm trưởng, đúng rồi. Nhóm trưởng bé nhất. Chị thấy nói chung là đây là một tiết mục rất là nhẹ nhàng. Chị cũng ngồi dưới chị đưa theo nè. Và đây là một tiết mục rất là hay. Chị cảm ơn, chị cảm ơn các em đã mang tiết mục này đến cho tất cả mọi người đang có mặt ở trường học tại ngày hôm nay. Và đây là một tiết mục rất là, chị nói là cũng là một tiết mục thành công. Thành công nha các em. Dạ, yeah, xin được cảm ơn giám khảo Trà Đặng. Cho anh hỏi là cái phần mà mình nhìn vào mắt của giám khảo mình cười ấy, cái phần mà tạo áp lực đấy là cái ý tưởng của mình hay là hôm nay mình tự lên rồi mỗi bạn làm như thế thôi? Có phải là ý tưởng mình bán nhau trước không? Mình gây áp lực lên giám khảo không? Đúng á? Trời ơi, ý tưởng này là của ai? Đây, em cứ nói vào đây này, ý tưởng của ai? Ý tưởng của cô, ý tưởng của cô giáo à? Vâng, nhóm trưởng thì là gương mặt đại diện, là được là giới thiệu là nhóm trưởng thôi ạ. Còn người phát ngôn lại là cái cô bé ở kia, vâng, cũng là Trang Anh. một nhóm rất là đáng yêu và dễ thương. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Happy, nhóm múa của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Rồi, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta từ nãy tới giờ thì có hai nhóm dự thi rồi đúng không ạ? Và nhóm nào cũng mang đến thật nhiều những cái sự bất ngờ dành cho đêm chung kết ngày hôm nay. Và tiếp theo thì hãy cùng xem thí sinh thứ 8 của đêm nay sẽ mang tới bất ngờ gì với một phần dự thi, một bài hát, một ca khúc bằng tiếng Anh. Và hãy cùng chào đón thí sinh Thân Hà Minh Anh đến từ trường tiểu học Võ Thị Sáu với bài hát Somebody Loves Somebody. Xin mời! You wonder if we make a mistake.
I'ma love somebody, that's the way it's supposed to be. Cause you know nobody else was put up with your game, oh. Trời đất ơi, thưa quý vị, một giọng ca mà tôi không nghĩ rằng của một cô bé mới đang học tiểu học. Hãy giới thiệu đi, em đang học lớp mấy? Dạ, con tên là Thân Hà Minh Anh. Năm nay con 11 tuổi, con lên lớp 6 ạ. Wow, trời đất ơi. Tôi nghĩ rằng khi mà giọng của cô bé này cất lên thì chắc chắn đến cả ban giám khảo chúng ta cũng phải bất ngờ. Và tôi có để ý thấy là ca sĩ Bảo Trâm cầm điện thoại quay từ đầu đến cuối. Chắc chắn là cô Trâm rất ấn tượng với cái phần dự thi này của Minh Anh đúng không ạ? Xin mời nhận xét từ phía cô Trâm. Cảm ơn con, cảm ơn con đã mang đến một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Và khi mà cô nghe cái đoạn đầu á, khi mà nhạc nó chưa mạnh ấy, thì cô thấy con hát rất là nhẹ nhàng. Thì cô cũng chưa có đánh giá gì hết. Nhưng mà khi mà nhạc nổi lên một cái và khi mà vào điệp khúc thì cô đúng là cô bị thổi bay luôn ấy. Kiểu bị blow out luôn ấy. Và cảm ơn con rất là nhiều. Và thay vì con đã hát tặng cho tất cả các khán giả, ban giám khảo ở đây một ca khúc là Somebody Love Somebody, thì cô cũng xin gửi dành tặng con một câu, đó là We Love You. Chỉ đơn giản như thế thôi. Cảm ơn con dạ rất nhiều. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Yeah, We Love You Minh Anh. Cho anh hỏi là bài hát này em có cảm nhận được rõ ràng nội dung của nó không? Dạ có ạ. Như thế nào? Đây là một bài hát cũng như là một lời cảnh cáo cho một tình yêu sắp diễn ra. Thôi ok, anh nghĩ là mình dừng ở đây được rồi. Anh nghĩ mọi người đều hiểu về nội dung bài hát này rồi. Hãy luôn luôn, hãy luôn luôn có niềm tin vào tình yêu nhá. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô. Và anh nghe nói là hình như em còn chuẩn bị thêm cả một món quà nữa đúng không? Để gửi tặng cho mọi người. Dạ vâng ạ. Món quà đó là gì? Dạ, đây là một bài thơ do con tự sáng tác và viết lời ạ. Wow, hát hay. Con xin gửi tặng chương trình ạ. Xin mời. Welcome APT School to Hải Phòng. Hải Phòng to the hurt, but God love for all. Life and die in the fire where we learn to go. Hải Phòng is the place where we lay my dome. On the trees of the phoenix flower with the childhood roam. APT School have our passion and our role. Become to global citizens with Vietnamese identity soul. Con xin cảm ơn ạ. Và con xin chúc cho chương trình thành công mỹ mãn ạ. Yeah, trời ơi, quá tuyệt vời, quá dễ thương. Em học tiếng Anh có phải là đỉnh nhất lớp không? Dạ không ạ. Trời ơi, lớp vẫn còn những bạn đỉnh hơn đấy à? Dạ vâng. Thì bây giờ em có thể chắc là mời em đi, sẽ dịch lại cái bài thơ vừa rồi cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn nội dung được không? Dạ vâng ạ. Chào mừng FPT, chào mừng trường FPT đến với Hải Phòng. Hải Phòng trong trái tim được tất cả mọi người yêu thương. Sống và ngã xuống trong lửa. Và đến đây con cũng chỉ nhớ mang máng thôi ạ. Con chỉ cần nói cái lời nhắn nhủ thôi. Con chỉ cần nói chung chung lời nhắn nhủ của con qua cái bài thơ vừa rồi thôi. Vì là cô nghe cô hiểu rồi. Chỉ cần dịch chung chung cho tất cả các khán giả ở đây thôi là được. Dạ vâng ạ. Nó là một lời chào đón đúng không? Chào đón chào đón FPT, trung học phổ thông FPT, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT đến với Hải Phòng. Và thật ra là khi mà em nói cái câu mà Hải Phòng máu lửa đó, trời ơi, lúc đó anh nhìn thấy ở đây có khói, có ánh sáng này và anh thấy đúng là Hải Phòng máu lửa thật. Và hãy dành một tràng tay thật lớn dành cho cô bé đầy máu lửa trên sân khấu của chúng ta. Con xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Với một giọng hát, một sự tự tin rất lớn của con người Hải Phòng. Xin chúc mừng em, chúc mừng Minh Anh. Dạ, con cả cơn ạ. Dạ, chúc mừng Minh Anh đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Thưa quý vị,
Tiếp theo, như Ngọc Thịnh đã nói thì đêm nay chúng ta có rất nhiều những phần dự thi lấy cảm hứng từ những chất liệu dân gian. Và tiếp theo đây thì sẽ là một bài hát mà Ngọc Thịnh tin rằng sẽ có thể chạm tới cảm xúc của bất cứ một vị khán giả nào. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Vũ Trâm Anh đến từ trường Trung học cơ sở Bạch Đằng với bài hát Bà Tôi. Thank you.
Thưa quý vị, hãy nổi một tràng vào tay thật lớn hơn nữa, thật to nữa dành cho thí sinh vô cùng tuyệt vời của chúng tôi được không ạ? Tôi tin rằng quý vị cũng nhìn thấy cái sự thăng hoa trên sân khấu của cô bé này. Càng diễn càng thăng hoa, càng nhập tâm. Và bài hát Bà Tôi cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Một bài hát rất nổi tiếng đã từng được nhạc sĩ Ngọc Khuê thể hiện rất hay. Và không biết rằng khi mà hát bài này thì em có cảm xúc gì? Kính chào ban giám khảo và toàn thể mọi người. Em tên là Vũ Trâm Anh. Khi hát bài hát này thì em có cảm giác rằng bài hát nói về những nỗi buồn, những kỷ niệm nhẹ nhàng và được khắc lên người bà. Và ngoài ra bài hát còn giúp chúng ta hiểu được tình thương của người mẹ cũng như là bà. Anh nghĩ rằng là khi mà em có thể chia sẻ được điều này một cách bình tĩnh như thế ngay sau khi mình trình diễn thì chứng tỏ rằng em đã quá hiểu được cái cảm xúc của bài này, cũng như em đã cực kỳ tự tin khi bước lên sân khấu này rồi. Quý vị có thể nhìn thấy sự tự tin của cô bé này đúng không ạ? Không một chút nào lo lắng, không một chút nào hồi hộp. Và xin mời nhận xét từ phía ban giám khảo về giọng hát của cô bé này. Xin chào Trâm Anh. Ngày hôm nay thì khi mà thấy em thể hiện ca khúc Bà Tôi ở trên sân khấu thì phải nói thật là ca khúc này là một ca khúc, một chủ đề mà có lẽ là ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể hình dung ra được. Sẽ có luôn luôn có một hình mẫu người bà của mình ở trong trái tim, phải không? Nhưng mà với ca khúc ngày hôm nay thì bà Trâm có thể nhìn thấy được sự trưởng thành cũng như là cái hình ảnh của người bà khắc rất sâu vào tâm trí của em. Và cái việc này nó thể hiện qua từng cử chỉ này, rồi là qua từng cái nhả chữ cũng như là từng cái luyến của ca khúc này. Và một điều nữa mà bà Trâm cảm thấy rằng là Trâm Anh có vẻ là rất là tự tin và dường như là thể hiện rất là tốt một điều này, đó là kỹ năng diễn với ống kính. Không phải là một ca sĩ nào, một diễn viên nào đứng trên sân khấu cũng có đủ bình tĩnh để có thể diễn với ống kính như Trâm Anh đã làm ngày hôm nay. Và xin chúc mừng em và cô nghĩ rằng là chắc là em sẽ còn tiến rất rất xa đấy. Yeah. Em cảm ơn cô ạ. Cho anh hỏi thêm là em đã có nhiều kinh nghiệm trình diễn trước những sân khấu lớn chưa? Thật ra là chưa, em chỉ mới đi sinh hoạt ở cung văn hóa được một thời gian rất là ngắn thôi ạ. Wow, anh nghĩ rằng với một cô bé có thần thái thế này thì chắc chắn là phải chinh chiến ở rất nhiều những sân khấu rồi, nhưng không. Em có một cái sự bình thản đến cực kỳ bất ngờ với một cô bé ở độ tuổi này khi bước lên một sân khấu lớn đấy. Yeah, từ cái cách mà em trả lời câu hỏi, từ từng cử chỉ trên khuôn mặt của em. Không biết là cô Hạnh Hà cầm mic, cô Hạnh Hà định nói gì thế ạ? Chị chỉ xin đính chính một xíu thôi. Đây là một tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, một nhạc sĩ rất nổi tiếng với rất nhiều các bài hát dân ca đương đại, chứ không phải nhạc sĩ Nguyễn Cường. Chắc anh Thịnh có nhầm chí xíu. Thì trở về tiết mục của Trâm Anh thì những lời nhận xét thì cô Trâm cũng đã nói hết rồi. Cô chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình thôi, là khi mà Trâm Anh hát bài hát này thì cô nhớ về người bà của cô rất là nhiều. Những buổi trưa mà bà dắt đi trên những con đường, bởi vì cô cũng quê Hải Phòng nên là khi nghe thực sự là rất xúc động và rất nhớ người bà của mình. Và thực sự bất kỳ một tác phẩm nào mà khi chạm đến người nghe, để người nghe có thể nhớ, có thể cảm tưởng về những cái kỷ niệm đối với bản thân họ, thì đấy là một tiết mục đã vô cùng thành công rồi. Chúc mừng Trâm Anh. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo Phạm Tuyết, Hạnh Hà, và chắc chắn em đã có được một số điểm khá cao từ cô Hạnh Hà rồi đấy. Thưa quý vị, một lần nữa dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho Trâm Anh, thí sinh thứ 8 của đêm nay. Chúc mừng em. Thưa quý vị, phần trình diễn tiếp theo, phần dự thi tiếp theo sẽ là một không gian mới, sẽ là một sự sôi động mang tới cho sân khấu lớn của chúng ta trong đêm chung kết ngày hôm nay. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Phan Minh Ngọc đến từ trường Trung học cơ sở Đằng Lâm với phần dự thi Dance Sport, điệu nhảy cha cha cha. Xin mời. Thing I see over.
wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I walk in like a timepiece. I go straight to VIP. I never pay for my drinks. My entourage behind me. My life's a movie, Tom. So bless me, baby, yeah. And even if they try to, they can't do it like I do. I thank God every day that I woke up feeling this way. And I can't help loving myself. And I don't need nobody else. No, no, baby. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. Xin chúc mừng Phan Minh Ngọc và xin được cảm ơn chàng trai đã hỗ trợ cho Minh Ngọc trong phần dự thi này. Mình nghỉ một chút nào, lấy hơi một chút nào. Cho anh Thịnh hỏi là em tập dance sport lâu chưa? Nếu mà bước vào con đường thể thao thì em bắt đầu tập từ 2 tuổi rưỡi. Wow, đến năm nay là tính đến năm nay là mình được mấy năm rồi? Dạ, gần hơn 10 năm rồi. Trời ơi, thế em đã tham dự nhiều những cuộc thi về dance sport chưa? Rất nhiều, em còn tham gia cả cuộc thi về quốc tế nữa. Đây có thể gọi là một chiến tướng ở trên sân khấu này đấy ạ. Chắc là thôi anh không hỏi nữa về những cái giải thưởng mà em đã đạt được, bởi vì có thể làm ảnh hưởng tâm lý của bạn khác. Bây giờ thì nhường lại những lời nhận xét và những câu hỏi cho ban giám khảo ạ. Xin mời. Minh Ngọc ơi, chị rất là thích cái nụ cười của em. Ôi, rất là duyên dáng luôn em ạ. Cảm ơn. Phần tự tin thì chị không nói nha. Cả về phần trình diễn của em thì rất là chuyên nghiệp. Rồi chị không dám bàn, tại vì em diễn quá chuyên nghiệp rồi. Đó, và em và bạn diễn chung phối hợp với nhau rất là ăn ý. Và các em làm phần trình diễn này thật sự chị không rời mắt một giây một phút nào. Và chị có soi được là hình như em có miss một đoạn, nhưng mà em làm chủ lại sân khấu rất là nhanh. Có phải không? Dạ đúng rồi ạ. Chị đã soi được cái điểm đấy. Thế là chị không rời mắt một giây một phút nào trong cái phần trình diễn của em. Đây là phần trình diễn rất là tuyệt vời, chị rất là thích. Xin cảm ơn lời nhận xét từ giám khảo Trà Đặng. Xin được cảm ơn em và xin được chúc mừng cho Minh Ngọc đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Hãy cùng xuống phía dưới nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả. Chúc mừng em. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là phần dự thi của một thí sinh rất đặc biệt. Đây là một thí sinh nằm trong nhóm Happy đã trình diễn điệu múa Bèo Dạt Mây Trôi. Nhưng lần này bạn ấy sẽ trình diễn với tư cách cá nhân. Phần dự thi này đến từ thí sinh Bùi Hoàng Gia Hân, học sinh lớp 3D trường tiểu học Ngọc Sơn, với điệu múa Tứ Phủ. Hãy cùng xem bạn ấy sẽ biến hóa như thế nào trên sân khấu này. Xin mời. Thank you.
phần dự thi của mình và xin được cảm ơn nhóm múa đã hỗ trợ cho Gia Hân. Xin cảm ơn các bạn. Yeah, trời ơi cô bé, lại đây với anh nào. Khi mà Gia Hân chuẩn bị lên sân khấu thì nói thật với quý vị là Ngọc Thịnh hơi lo lắng, bởi vì bạn ấy có cảm giác như là hơi nhỏ và hơi dễ bị ngợp so với chiếc sân khấu này. Nhưng ngay từ khi điệu nhạc đầu tiên vang lên, quý vị có thể thấy thần thái quá trời ơi.